Kính thưa quý vị, chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô 1954-2014 và kỷ niệm 17 năm ngày thành lập câu lạc bộ 1979-2014. Cho phép tôi được xin chào mừng toàn thể quý vị và trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo cung, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Chiến, Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội. Ông Ngọc Huy, câu lạc bộ Người yêu âm nhạc Cung Việt Văn hóa Việt Xô. Bà Kim Yến, câu lạc bộ Thái Thịnh. Bà Kim Xuyến, câu lạc bộ Hoa Xuân. Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng Tù Đầy, huyện Phú Xuyên. Câu lạc bộ Cựu chiến binh Chùa Quán Sứ do cư sĩ Diệu Nhân, Ủy viên Ban trị sự Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu. Câu lạc bộ Làng Mộc Quan Nhân, nghệ nhân dân gian Kim Dung. Đoàn đại biểu Chùa Pháp Vân do bà Diệu Lộc dẫn đầu. Và bây giờ cho phép tôi xin mời các đơn vị lên sân khấu tặng hoa. Xin kính mời nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan, phó chủ nhiệm câu lạc bộ đàn hát dân ca lên sân khấu nhận hoa. Xin trân trọng kính mời ông. Câu lạc bộ Hoa Xuân xin trân trọng kính mời. Tôi xin mời câu lạc bộ Doanh Nhân. Vâng, vừa rồi là câu lạc bộ Doanh Nhân đã tặng hoa cho nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan. Và bây giờ xin mời Bảo tàng Phú Xuyên tặng hoa, xin chào kính mời. Xin trân trọng kính mời câu lạc bộ Hoa Xuân. Vâng, một lần nữa thì xin rất là cảm ơn những bó hoa tươi thắm nhất đã tặng cho nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan. Hà Nội ơi, ba chiến công kỳ vĩ, đất rồng thiêng hào khí Thăng Long, con cháu Lạc Hồng tiếp bước cha ông, vui ngày hội ta dồn vang tiếng trống.